Chào những chào quý vị với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Quốc hội Nga cho phép ông sử dụng quân đội để bảo vệ người dân gốc Nga sinh sống ở Ukraine. Ông phát biểu điều này trong diễn văn thường niên truyền hình toàn quốc sáng thứ Năm, nhưng nói thêm rằng ông có nhiều hy vọng không phải làm điều đó để chờ những cuộc đàm phán đem lại kết quả. Từ Geneva, sau hội nghị bốn bên Hoa Kỳ, EU, Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Nga tuyên bố các phía đã thỏa thuận về một số biện pháp làm giảm tình hình căng thẳng ở Ukraine. Một trong những biện pháp đó là giải tán những nhóm võ trang bất hợp pháp trên toàn lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi thiết lập ở Ukraine một hình thức chính quyền trung ương tản quyền để các địa phương có được quyền hành rộng lớn hơn, đồng thời tạo vai trò mạnh mẽ hơn của ngôn ngữ Nga ở Ukraine. Các bên cũng đồng ý sẽ họp lại bằng hình thức khác, chưa rõ chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm qua lên tiếng chỉ trích rằng Bắc Kinh đang cố gắng làm thay đổi thực trạng trong tranh chấp chủ quyền trên biển bằng vũ lực, nhưng đồng thời cũng nói Trung Quốc là một đối tác kinh tế quan trọng của Nhật. Ông Abe nói sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho Nhật Bản và thế giới. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật. Mặc dù vậy, ông Abe cho rằng Trung Quốc đang thách thức thực trạng hiện có ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Đông. Vì vậy, ông kêu gọi các nước trong đó có Nhật Bản phải yêu cầu Trung Quốc phát triển một cách hòa bình và có trách nhiệm. Hiện quân đội nhân dân Trung Hoa đang sản xuất tàu ngầm, tàu chiến và tên lửa đạn đạo chống tàu. Trung Quốc cũng đã tiến hành thử nghiệm các công nghệ mới nhắm vào phá hủy các tên lửa trên không. Việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc cũng đi kèm với thái độ hung hăng hơn của nước này trong các tranh chấp về chủ quyền trên biển với các nước láng giềng thời gian gần đây. Thưa quý vị, chủ tịch công ty nhà nước lớn của Trung Quốc đang bị Ủy ban Trung ương về thanh tra kỷ luật điều tra về tội tham nhũng sau khi có những cáo buộc của một nhà báo trong nước đối với ông này. Tuyên bố ngắn gọn của Ủy ban Trung ương Trung Quốc về thanh tra kỷ luật hôm qua cho biết, chủ tịch công ty China Resource ông Song Lin bị điều tra vì tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp. Một nhà báo của tờ Tân Hoa Xã hồi tháng 7 vừa qua đã cáo buộc ông Song tham ô một số tiền lớn. Cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau đó nhưng ông Song bác bỏ mọi cáo buộc. Công ty China Resource là một trong danh sách 500 công ty của Fortune Global. Công ty này hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, tài sản tài chính và điện. Từ cái về chính phủ Bangladesh đã tịch thu các tài sản thuộc về người chủ của tại nhà bị sập khiến cho hơn 1.000 công nhân ngành may mặc thiệt mạng vào năm ngoái. Một giới chức chính phủ nước này cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Chủ tòa này là ông Soherana, một trong 40 người sẽ bị buộc tội trong tuần này. Ông này sẽ phải đối mặt với tội giết người. Giới chức Bangladesh cho biết chính phủ đã tịch thu các tài sản bao gồm khu đất Rana Plaza và một tòa tháp nhiều tầng wasava cùng một khu đất lớn trong quận Damarai. Trước đó thì tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản của ông Rana như một phần của cuộc điều tra. Và sau cùng thưa quý vị, Malaysia vừa cách ly 64 người ở một làng miền Nam nước này sau khi một người dân ở đây chết vì bệnh viêm đường hô hấp là một dịch bệnh đang lây lan nhanh ở trung đông. Truyền thông nước này cho biết như vậy vào ngày hôm qua, theo giới chức của Ả Rập Saudi, thì cá có ít nhất 71 người do hội chứng viêm đường hô hấp bị chết, gọi tắt gọi là MERS trong số 200 ca nhiễm bệnh. Ca tử vong do bệnh này là lần đầu tiên tại Malaysia và người tử vong là một người đàn ông 54 tuổi chết sau khi nhập viện ở bang Johor hôm Chủ nhật. Ông này đã đi hành hương đền thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi hôm 29 tháng 3. Sau đó, ông có các dấu hiệu chứng bị sốt, ho và khó thở. Giới chức y tế Malaysia đã kiểm tra 100 người trong làng, 64 người sẽ bị cách ly trong một tuần sau khi có những triệu chứng tương tự. Thưa quý vị, Philippines hôm qua cũng đã yêu cầu 400 hành khách máy bay cùng chuyến đi với một người đàn ông nhiễm bệnh này phải được kiểm tra virus MERS ngay lập tức như chức y tế nước này cũng cho biết đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo không một ai trong số họ bị lây bệnh. Các hành khách trên chuyến bay hôm 15 tháng 4 của hãng Itada Airways cũng đã được yêu cầu phải gọi số điện thoại khẩn cấp cho cơ quan y tế. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ 6. Trân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai.